Xin chào tất cả các anh em nha. Video này hướng dẫn cho tất cả anh em tham gia dự án Lee Fallency, chương trình này gấp gấu 2. Khi các bạn sẽ nhận được một tục 110 tục cần có hiệu là EF. Một tục cần này dự án sắp đích lên sàn Uniswap, giá hiện tại khá là cao các anh em. Giá dự kiến khoảng 385 đô cho 110 tục cần để tham gia dán bản list. Phần link mô tả mình làm nhiệm vụ thứ nhất là các bạn follow Tether nữa. Các bạn follow Tether của dự án nha tất cả các bạn. Rồi các bạn chờ nó lót chút xíu nha tất cả các bạn. Đang lót cái dự án các bạn. Rồi các bạn theo dõi nha các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lời. Vì lâu vì mình làm nhanh cho các bạn nên không có theo dõi Tether mọi người. Điều thứ hai là các bạn cũng follow Tether là sao của nó nè. Vì mình copy không được mình tự quyết các bạn. A cộng. Các bạn chờ bên chút các bạn. Các bạn copy A cộng leo qua lên xin các bạn. Rồi các bạn trả lời các bạn. Rồi các bạn chờ nó lót chút xíu các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lại cho một quét. Rồi các bạn điền form nè. Đầu tiên link Tether thì các bạn mở Tether của mình lên lại nè. Bạn vào trang cá nhân của mình nè, các bạn vào một hồ sơ nè. Bạn vào một Tether cho trả lời nè. Và các bạn xem nó không có hiện giao diện ta. Cái một Tether kia các bạn đi lại tiếp thì comment đi các bạn. Chương trình này gấp gấu 2 đó. Để mình tự quyết lại các bạn, mình lộn A cộng leo. A cộng leo NC nè, gấu 2 rồi bạn test lại cho nó nha bạn. Rồi bạn mở thử qua luôn đi. Giọng các bạn biết hiểu không? Rồi bạn mở thử qua luôn nha bạn. Bắt đầu rồi. Xin em thử qua. Rồi các bạn tự quyết lên các bạn. Rồi các bạn mở đi. Nó kêu nãy link. Rồi các bạn chia sẻ cái link tự quyết của nó các bạn. Các bạn sao chép liên kết đến Tether nữa. Rồi các bạn mở con ấy ra nè. Mở cái phần gom ra nè. Các bạn bắt cho đây nha các bạn. Rồi các bạn điền cái username Tether của mình các bạn. BNH9. Rồi các bạn điền username Telegram các bạn cho anh vào các bạn. Mở cộng anh 1133. Rồi các bạn điền địa chỉ email của các bạn vào các bạn. Địa chỉ email của các bạn á. Rồi các bạn mở với chút wallet ra các bạn lấy địa chỉ với RC20 các bạn. Phan các bạn chờ chút nữa các bạn. Rồi bạn lấy địa chỉ với ETH nè, các bạn sao chép liên kết nè. Rồi các bạn bắt là chưa thấy cho nó nè. Rồi cái chỗ giới thiệu này là cái chỗ giới thiệu email của mình, các bạn điền vào địa chỉ email của mình nha các bạn. Địa chỉ email của mình là Ánh Nhân Quỳnh nè. 1991@com. Rồi cái này là username Tether, các bạn ghi giùm mình a cộng. A cộng Quỳnh. VNH9 có để phần link mô tả nha các bạn. Rồi các bạn bấm nút gỡ như là mình đã hoàn thành dự án nha các bạn. Thì mình video này là kết thúc. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn các bạn vào những video clip tiếp theo của mình nhé.